Em tên Lê Thị Linh, dạ em làm dancer. Dạ em muốn nâng mũi, tại mũi em hơi thấp một xíu. Em muốn thay đổi phần sống này, với lại gọn lại phần đầu mũi cho cái mũi em nó thanh hơn. Em muốn tìm hiểu nhiều, nhưng mà em coi TikTok thì em thấy bên đây ok nên em đến đây. Em thích cái dáng mũi của bên bác sĩ Cường. Em mong là bác làm cho em một cái dáng mũi rất là tự nhiên và hài hòa với khuôn mặt của em. Em nghĩ nó sẽ hơi đau một xíu, tại mọi người nói là đút tim tê nó sẽ đau, nhưng mà em nghĩ nó không đau một xíu nào luôn. Từ lúc em làm đến lúc em về tới bây giờ là em không đau một xíu nào hết. Ân ý nhất là sự nhiệt tình của mọi người, chu đáo, mọi người rất là chu đáo. Em cảm ơn bác sĩ đã cho em một cái mũi rất là đẹp mà để khiến em tự tin hơn. Đến Kang U nâng mũi để xinh đẹp và tự tin hơn.